mười bạn bè thăm quê tôi, mười bạn bè thăm mơ, mười dân chiến mỹ đồng lòng quyết dựng xây, mười đồng thôn xóm làng đôi mới khang trang, mười dân nghĩa nước mơ ngày càng, mười đẹp hơn ngày càng giàu đẹp hơn. Người ơi, diễn mì quê mình tình sâu nghĩa nặng, đồng xanh trải rộng sông nước xôn xao, chợ đinh nhộn nhịp bước chân câu ca.
ngoảnh nhìn cách ngỡ một quãng đường đã quên. Sắt một niềm tin đời nó âm đang dẫn đường chỉ lối, dịch vụ tăng nhanh ngành nghề tiến thắng lời, đường giao một lòng xây đắp tương lai nào sát vai cùng quyết tâm. Chào đón tất cả quý vị và bà con đã đến với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và bà con thân mến, được biết đến là một trong những xã cán đích về xây dựng nông thôn mới ở xã Diễn Châu, sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay xin mời quý vị và bà con sẽ cùng về với xã Diễn Mỹ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng cũng như là nghề truyền thống ở đây qua những phần thi hấp dẫn, sôi nổi và đầy kịch tính của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ. Trước hết, hãy cùng dành những tràng vào tay thật nồng nhiệt và cùng chào đón đội chơi của ngày hôm nay. Đó chính là đội chơi đến từ làng Phúc Thọ. Chúng tôi chào đón làng Yên Vị. Thưa quý vị và bà con, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đây là hai đội chơi. Họ sẽ mang đến tinh thần gì trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay? Đối với làng Yên Vị, khẩu hiệu của các bạn là gì ạ? Yên Vị! Yên Vị! Vâng, Yên Vị chiến thắng ạ. Tinh thần của làng Phúc Thọ đến với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ là như thế nào ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, chắc chắn quý vị và các bạn đã cảm nhận được không khí hào hứng sôi nổi đối với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của chúng tôi được diễn ra ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu như thế nào rồi, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng chúng tôi và tất cả những người khán giả đang theo dõi kênh truyền hình rất nóng lòng được muốn biết về những nét đẹp của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu với những cái phần thi mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Còn bây giờ cho phép chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện và sự có mặt của các quý vị đại biểu đã đến tham dự với chương trình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Sĩ Hồng, Phó phòng Văn hóa Thể thao huyện Diễn Châu. Xin trân trọng giới thiệu về phía xã Diễn Mỹ, ông Đặng Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Mỹ. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tài Đức, đại diện nhà tài trợ phân bón Phú Mỹ, nhà tài trợ chính của chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tới tham dự với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Ngọc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đại diện cho đơn vị sản xuất chương trình. Hoàng cũng xin trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban cổ vật. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Long, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Mỹ. Và xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phú, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diễn Mỹ. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tới tham dự có với chương trình còn có đại diện các tổ chức đoàn thể. Và đặc biệt, hân hoan chào đón tất cả bà con từ xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu đã đến với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thường xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được chúc cho cả hai đội làng Yên Vinh và làng Phúc Thọ sẽ thật bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Xin mời tất cả quý vị và bà con cùng tìm hiểu về mảnh đất con người xã Diễn Mỹ qua đoạn clip ngắn sau đây. Nằm phía đông bắc huyện Diễn Châu, Diễn Mỹ là địa phương có lịch sử lâu đời với hơn 500 năm hình thành phát triển. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau như xã Đông Sương, Đông Mỹ, Mỹ Đức. Tên gọi xã Diễn Mỹ xuất hiện vào cuối năm 1954 sau khi chia tách xã Diễn Đức, đơn vị hành chính tiền thân của các xã Diễn Yên, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Hải và Diễn Mỹ ngày nay.
Thành quả người dân Diễm Mỹ có được ngày hôm nay là cả một quá trình chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt, xây dựng cuộc sống mới. Trước đây, đồng đất Diễm Mỹ là nơi chịu ảnh hưởng của thủy triều, nước mặn và những cánh rừng rậm rạp. Trải qua bàn tay khai phá của con người, cánh đồng Diễm Mỹ đã trở thành nơi thâm canh nông sản như lạc, ngô, lúa cho năng suất cao khu vực Đông Bắc huyện Diễn Châu. Người dân Diễm Mỹ vốn tự hào bởi đức tính siêng năng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Qua thời gian, người dân Diễm Mỹ đã tạo ra những làng nghề nổi tiếng khắp vùng như làm bánh tráng, gói bánh chưng, nghề mộc và nhiều nghề thủ công truyền thống khác. Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và chung sức của người dân, Diễn Mỹ là một trong những địa phương về đích tốt đầu của huyện Diễn Châu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hệ thống cơ sở vật chất của địa phương như điện lưới, trường học, đường giao thông được xây dựng mới, đồng bộ, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống người dân và tô thêm pho sử vàng của người dân Diễn Mỹ. Ngày nay, quê hương Diễn Mỹ đang trở mình lớn mạnh trong cơ thể Diễn Châu và cả nước. Quý vị và bà con thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên trong sân chơi quê mình xứ Nghệ. Phần thi có tên gọi Vui là Chính. Ở phần thi này thì cả hai đội sẽ tham gia một trò chơi hết sức vui nhộn có tên gọi là Bước Chân Đoàn Kết. Với cái phần thi này thì mỗi đội sẽ có 6 thành viên bao gồm 3 nam và 3 nữ. Nhiệm vụ các bạn đó chính là di chuyển lên từ vị trí xuất phát đến vị trí đích để vác những bình nước về. Mỗi đội thì sẽ chia ra thành từng cặp với nhau ạ. Và mỗi cặp đôi thì sẽ bị buộc chân như thế này ạ. Và nhiệm vụ của mỗi đội chơi đó chính là các bạn sẽ di chuyển từ vị trí xuất phát này để lấy những cái bình nước mà ban tổ chức chuẩn bị sẵn trên kia. Và trong vòng thời gian 3 phút thì đội nào lấy được nhiều bình nước hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Xin được hỏi là các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Phúc Thọ thì tự tin vào quyết thắng, với làng Yên Vinh thì chiến thắng đúng không ạ? Vâng, và ở phần thi này thì các anh có quyết tâm sẽ chiến thắng không ạ? Quyết tâm chiến thắng ạ. Vâng, quyết tâm chiến thắng đúng không ạ? Và ngay bây giờ 3 phút cho phần thi Bước Chân Đoàn Kết bắt đầu! Trò chơi này là quá mệt. Mệt đúng không ạ? Anh thấy cái khó nhất của cái trò chơi này là gì ạ? Là đang di chuyển này, còn bê lên vai nước nặng ạ. Đang di chuyển, bê lên vai và chân mình còn buộc lại với nhau rất là khó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng thể hiện cái sự đoàn kết đúng không ạ? Điều mà Thu Hằng cảm nhận được đó là chúng ta đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng. Và trong quá trình di chuyển thì chúng ta không hề bị bổ lần nào đúng không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kiểm tra. Xin mời ban cố vấn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm cái số binh mà làng Yên Vinh đã giành lấy được trong vòng thời gian 3 phút ạ. 1, 2, 3, 4, 5 ạ. 5 sinh binh đó là số lượng mà làng Yên Vinh đã lấy được trong vòng thời gian 3 phút. Còn đối với làng Phúc Thọ thì như thế nào ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, như vậy là làng Phúc Thọ cũng lấy được 5 binh. Và ở trong phần thi này thì chiến thắng đã thuộc về cả hai đội. Và xin chúc mừng cả hai đội đã giành được quyền đi ạ. Quý vị và bà con thân mến, trong chiếc chậu này là những con lươn. Vậy điều gì sẽ xảy ra với những con lươn này? Ngay bây giờ Thu Hằng xin mời tất cả quý vị và bà con, chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi tiếp theo trong phần thi Vui là Chính. Trò chơi có tên gọi Bịt Mắt Bắt Lươn.
Ở trò chơi này thì mỗi đội sẽ có 2 thành viên và các bạn sẽ di chuyển từ vị trí xuất phát lên vị trí ở cái chậu đậy lươn này. Và nhiệm vụ các bạn sẽ là bắt những con lươn để bỏ sang chiếc chậu này. Cách khó của trò chơi này là như thế nào ạ? Đó chính là thành viên của mỗi đội sẽ bị bịt mắt và các bạn sẽ chỉ được sử dụng một tay để bắt những con lươn này thôi. Không biết là cả hai đội Phúc Thọ và Yên Vinh có hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cùng theo dõi nhé. Ngay bây giờ, 3 phút cho phần thi bịt mắt bắt lươn bắt đầu. Có gì khó khăn đâu ạ. Chơi này anh? Kiểu là thú vị. Thú vị đúng không? Anh có thấy khó hay là thấy sợ khi bắt những con lươn này không ạ? Nói chung cũng khó. Khó đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đếm số lượng lươn mà đội chơi đến từ làng Yên Vinh đã bắt được trong vòng thời gian 3 phút. Và có lẽ ở cái phần thi này thì tôi sẽ nhờ sự hỗ trợ của ban cổ vấn bởi vì tôi rất là sợ lươn ạ. Xin mời các thành viên của ban cổ vấn ạ. 1 17 18 Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm số lượng lươn của làng Phúc Thọ đúng không ạ? Nào, 1 2 19 20 ạ. 20 con là số lượng mà làng Phúc Thọ đã đạt được. Và làng Yên Vinh chỉ bắt được có 18 con thôi ạ. Như vậy ở trong phần thi này thì xin được chúc mừng làng Phúc Thọ, các bạn đã giành được 10 điểm. Và làng Yên Vinh các bạn sẽ giành được 5 điểm ở trong phần thi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi tiếp theo với những trái bóng này. Nhiệm vụ của cả hai đội đó chính là chạy từ phía vị trí xuất phát lên vị trí những quả bóng mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên kia. Và nhiệm vụ của cả hai đội, của mỗi đội đó chính là kẹp những quả bóng này vào bụng như thế này ạ. Hai anh chị kẹp vào mẫu đây ạ. Đó, sẽ di chuyển để bỏ bóng vào đích. Và trong thời gian 2 phút, đội nào mà di chuyển được nhiều bóng hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và các bạn hết sức lưu ý là ở đây thì mỗi đội sẽ có 4 thành viên chia làm 2 cặp và từng cặp một lần lượt lên lấy bóng, kẹp bóng vào bụng để đưa về bỏ vào vị trí xuất phát này. Nếu như trong quá trình các bạn di chuyển mà bóng rơi ở giữa đường thì coi như quả bóng đó sẽ không được tính. Cả hai đội đã hiểu luật chơi chưa ạ? 2 phút cho trò chơi chuyền bóng bằng bụng bắt đầu. Chúng tôi được biết là cái khó nhất của phần thi chuyền bóng bằng bụng này là như thế nào không ạ? Đó là nếu như không phối hợp đều thì bóng sẽ rớt thôi ạ. Theo như quan sát của tôi thì trong quá trình di chuyển thì không có quả bóng nào rớt ra. Như vậy là chúng ta đã phối hợp với nhau rất là ăn ý đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra số bóng mà làng Yên Vinh đã lấy về được trong vòng thời gian 2 phút ạ. 1 2 8 9 bóng, đó chính là số bóng mà làng Yên Vinh đã giành lấy được. Còn bây giờ thì đội làng Phúc Thọ. 1 2 8 9 9 9 ạ. Như vậy là ở phần thi này thì cả làng Phúc Thọ và làng Yên Vinh đã đều giành được số bóng bằng nhau. Và ở phần thi này cả hai đội đều giành được 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội.
Quý vị và bà con thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo có tên gọi Kiến thức nhà nông. Ở phần thi này, bằng hình thức trả lời những câu hỏi trắc nghiệm mà ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, thì mỗi đội đã có những phương án của mình. Và nhiệm vụ các bạn là khi lắng nghe câu hỏi sẽ dơ ra đáp án lựa chọn của mình. Ở phần thi này thì sẽ tổng số điểm là 10 điểm, mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được 2 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên như sau. Hãy cho biết loại phân bón nào có tác dụng làm giảm độ nhiễm bệnh đạo ôn ở cây lúa? A. Phân đạm, B. Phân kali và C. là phân chứa silic. Làng Phúc Thọ các bạn lựa chọn phương án là B. Làng Yên Vinh đưa ra được đáp án là B. Và xin chúc mừng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác của chúng tôi ạ. Hãy cho biết tên gọi xã Diễn Mỹ được hình thành từ năm nào? A. Đầu năm 1954, B. giữa năm 1954 và C. là cuối năm 1954 ạ. B ạ. B ạ. Cả hai đội đưa ra đáp án là B. Đáp án của chúng tôi là đáp án C. Đây không phải là đáp án đúng của cả hai đội ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi đó chính là cuối năm 1954. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Địa danh chợ Đình còn có những tên gọi nào khác? A. là chợ Mới Nu, B. là chợ Đông Sương và C. là chợ Đông Thanh. A. đúng ạ. Đội Làng Phúc Thọ đáp án là A. Làng Yên Vinh đáp án là A. Và chúng tôi xin chúc mừng, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Hãy cho biết xã Diễn Mỹ đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào thời gian nào? A. 31 tháng 1 2013, B. 30 tháng 11 2014 và C. là 31 tháng 12 2014. Cả hai đội đưa ra phương án là B. Và chúng tôi xin được nói rằng đây cũng không phải là một đáp án chính xác của cả hai đội, mà đáp án của chúng tôi đó chính là đáp án C, đó là vào ngày 31 tháng 12 2014 ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5. Chăn nuôi trâu bò chăn dắt có chuồng trại nhằm mục đích gì? A. Dễ quản lý trong sinh trưởng, phát triển và phát hiện, can thiệp kịp thời dịch bệnh. B. là dễ chăm sóc bảo vệ. C. là không bị xử phạt theo quy chế chăn nuôi. Vâng ạ, ngay lập tức cả hai đội đưa ra phương án là A. Và chúng tôi xin được nói lời chúc mừng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng, như vậy là với 5 câu hỏi thì cả hai đội chỉ mới trả lời được đúng 3 câu hỏi và sai 2 câu hỏi. Ở phần thi này thì cả hai đội đều giành được 6 điểm. Xin được chúc mừng cả hai đội. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và bà con sẽ cùng quay trở lại với sân chơi quê mình xứ Nghệ, cùng đến với phần thi khéo tay hay làm. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ có 3 người tham gia, và trong vòng thời gian 5 phút với những cái nguyên liệu chuẩn bị sẵn có, đội nào mà tráng được nhiều bánh cuốn hơn với kỹ thuật ngon và đẹp hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. 5 phút cho phần thi tráng bánh cuốn bắt đầu. Chị ơi, cho em, chị có thể cho em biết là gia đình của mình đã gắn bó với nghề tráng bánh cuốn từ bao lâu ạ? Từ đời ông à, gì ạ? À? Từ đời ông rất là lâu rồi đúng không ạ? Vậy thì công việc của mình thì thường một ngày của mình với công việc này thường bắt đầu như thế nào ạ chị? Đây là nghề phụ. Sáng vào với 5 giờ sáng để cho bán cho dân ăn. Buổi sáng để đi làm thì cũng không phải là nghề chính của dân ở đây. Nhưng mà trung bình mỗi ngày thì mình thu nhập được khoảng bao nhiêu tiền ạ? Nếu thu nhập mỗi ngày làm cái nghề phụ là 100 ngàn. Vâng, 100 ngàn, đúng không ạ? Những chiếc bánh cuốn đẹp mắt và rất là ngon đã được trình bày ở đối với làng Yên Vinh. Có vẻ nó rất là thơm đấy ạ.
Chị ơi, chị có thể cho em biết là một cái nét đặc biệt, đặc trưng của cái bánh cuốn của Lang Minh khác với những cái vùng miền quê khác là như thế nào chị? Bánh cuốn vừa dẻo vừa nhìn đẹp mắt, ăn ngon ạ. Vâng, bánh cuốn vừa đẹp mắt vừa dẻo ăn ngon, đó chính là nét đặc trưng của làng Yên Vinh đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để chúng ta có thể nếm những chiếc bánh cuốn này thưa quý vị. Cả hai đội lưu ý là sẽ chỉ còn một phút nữa thôi ạ. Như vậy là cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ở phía trước đây đó chính là sản phẩm của cả hai đội. Và tôi được sự ủy quyền của ban tổ chức, tôi sẽ được là người đầu tiên để thử nếm cái món này. Cho phép tôi sẽ được thử ạ. Bánh của làng Yên Vinh rất là ngon, rất là dai và thơm ạ. Tôi sẽ thử của bánh của Lang Phúc Thọ như thế nào. Tôi thấy là bánh của Lang Phúc Thọ cũng rất là ngon, và có lẽ là tôi sẽ nhường lại cái sự đánh giá cho ban cố vấn, bởi vì tôi thấy cả hai đội đều ngon bằng nhau ạ. Vâng, xin mời phần đánh giá của ban cố vấn ạ. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra số lượng của cả hai đội, sau đó thì chúng ta mới đến phần đánh giá chất lượng ạ. Mời khán giả cùng đến với ban cố vấn. Thứ nhất là bánh của làng Phúc Thọ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chưa. Thứ hai là số lượng của làng Yên Vinh. 1, 2, 6, 7. Như vậy là số lượng bánh của làng Phúc Thọ là 8 chiếc, làng Yên Vinh là 7 chiếc. Thứ hai là kiểm tra về chất lượng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con, thì đại diện cho ban cố vấn, thì sau khi chúng tôi được nếm bánh thì chúng tôi xin được nhận xét như sau. Bánh của hai đội là đội nào cũng rất là dẻo và rất là thơm. Chúng tôi sẽ cho hai đội ngang điểm nhau. Sau khi hội ý, ban cố vấn thống nhất cho điểm hai đội bằng nhau. Lý do là một bên của làng Yên Vinh số lượng bánh ít hơn một chiếc, nhưng mà vì trang trí đẹp hơn. Bánh làng Phúc Thọ có số lượng nhiều hơn, nhưng mà trang trí là so với đội Yên Vinh là không bằng. Cho nên là ban cố vấn quyết định cho hai đội bằng điểm nhau. Như vậy là ở phần thi này thì cả hai đội làng Yên Vinh và làng Phúc Thọ đều giành được 10 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Thưa quý vị và bà con, trên tay Thu Hằng lúc này đây là một chiếc bánh chưng, và đây cũng là một trong những cái làng nghề truyền thống của xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi khéo tay hay làm ở nội dung này. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ có 3 thành viên tham gia, mỗi người sẽ làm những công việc khác nhau, người thì chẻ lạt, người láo lá và người gói bánh chưng. Trong vòng thời gian 5 phút, đội nào gói được nhiều bánh chưng hơn với chất lượng cũng như kỹ thuật đảm bảo hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Và xin được hỏi là thành viên của cả hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vâng, cổ động viên của Phúc Thọ sẵn sàng chưa? Cổ động viên của Yên Vinh như thế nào ạ? Và ngay bây giờ phần thi gói bánh chưng xin phép được bắt đầu. Đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu ạ. Con thấy là rất là vui mà vinh dự cho cái làng
viên dinh dưỡng thôi. Vâng ạ. Bác ơi, vậy thì ngày hôm nay mình có phải đi làm việc hay không, hay là ngày hôm nay mình nghỉ việc, hay là ngày hôm nay là do có cái sân chơi này cho nên mình nghỉ việc ở đây cổ vũ cho cả hai đội ạ? Đó là có một cái, nhưng mà do có sân chơi thì chúng tôi là sắp xếp công việc đến đây không và vui chơi với cái sân chơi đi. Vâng, chúng ta đã cùng cảm nhận được những niềm vui, những niềm hạnh phúc của người dân xã Diễn Mỹ khi đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ được rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng cảm nhận xem là đối với người dân Phúc Thọ, họ cảm nhận như thế nào khi đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ của chúng tôi. Xin được chào tất cả các cổ động viên của làng Phúc Thọ. Vâng ạ, có lẽ tôi đã thấy những niềm vui, những nụ cười của tất cả mọi người ở đây rồi. Và chúng ta có thể cổ vũ lớn hơn cho đội của mình được hay không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cổ vũ cho đội của mình như thế nào ạ? Vâng, theo như quan sát của Thu Hằng thì những chiếc bánh chưng đầu tiên của làng Phúc Thọ cũng đã được hoàn thiện rồi. Và ở phần thi này thì thành viên của mỗi đội đã có sự phân công nhiệm vụ của mình rất hợp lý. Một người thì có nhiệm vụ là chẻ lạc, một người thì có nhiệm vụ là lau lá, và người còn lại thì sẽ có nhiệm vụ là gói bánh chưng. Cả hai đội lưu ý là đã 2 phút trôi qua rồi ạ. Ở mỗi vùng miền thì cái nhân bánh thì đều mỗi người thì đều có một cái nét khác nhau, nhưng mà cái nhân bánh này thì bao gồm những cái nguyên liệu gì ấy? Nhân bánh làm đậu, đậu tằm. Nhân đậu tằm đấy ạ. Có thịt không ạ? Đậu tằm thì có đậu tằm không luôn. Là cả hai đội làng Yên Vinh và làng Phúc Thọ đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra số lượng của cả hai đội. Đầu tiên đó chính là số lượng bánh chưng mà làng Phúc Thọ đã làm được. Xin mời tất cả quý vị bà con cùng đếm cùng với Thu Hằng ạ. 1 2 10 11 ạ. 11 bánh, đó chính là số lượng bánh mà làng Phúc Thọ đã gói được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm với số bánh của làng Yên Vinh ạ. Làng Yên Vinh thì gói 2 bánh là 1 ạ. 2 8 và 9 ạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa kiểm tra được số lượng bánh. Nếu mà xét về số lượng thì bánh của làng Phúc Thọ nhiều hơn bánh của làng Yên Vinh. Tuy nhiên, chất lượng và kỹ thuật như thế nào thì xin mời đánh giá của ban cố vấn ạ. Thay mặt cho ban cố vấn xin được đánh giá kết quả phần thi gói bánh chưng của hai làng. Về số lượng, làng Phúc Thọ là được 11 cái, làng Yên Vinh được 9 cái. Về kỹ thuật thì nhìn chung là làng Phúc Thọ là gói bánh đều hơn, các chiếc bánh đều bên này thì nói chung là không được đều, cho nên là quyết định cho làng Phúc Thọ thắng. Vâng ạ. Và ở phần thi này chúng tôi xin gửi lời chúc mừng làng Phúc Thọ, các bạn đã giành được 10 điểm. Và làng Yên Vinh, các bạn chỉ giành được 5 điểm thôi ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban cố vấn và xin cảm ơn thành viên của cả hai đội. Hân hoan chào đón tất cả quý vị và bà con đã quay trở lại với sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay được diễn ra tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều cái sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên cho hai đội ngày hôm nay, đó chính là làng Phúc Thọ và làng Yên Vinh. Cũng chính bởi vậy mà chúng tôi rất mong sẽ chuyển được những cái món quà hết sức ý nghĩa tới cho tất cả các cổ động viên với một cái trò chơi hết sức thú vị có tên gọi là bịt mắt bắt lợn. Ở phần thi này thì mỗi cổ động viên sẽ có 2 người chơi, và nhiệm vụ các bạn đó chính là bắt các con lợn mà chúng tôi đã bỏ sẵn ở đây ạ. Và trong khoảng thời gian cho 3 phút của chương trình, và đội nào, cổ động viên của đội nào bắt được con lợn thì đội đó sẽ giành chiến thắng và nhận được món quà ý nghĩa từ nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, nhà tài trợ chính của chương trình ạ. Xin được hỏi là cổ động viên nào muốn tham gia trò chơi cùng với chúng tôi ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Xin mời chị. Bây giờ phần thi bịt mắt bắt lợn bắt đầu.
để bắt những con lợn này ạ? Bởi vì anh nghe nó kêu. À, anh nghe nó kêu đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc mừng anh ạ. Bây giờ ta có thể thả nó được rồi. À, quý vị và bà con thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng trong trò chơi bịt bắt bắt lợn. À, tuy nhiên là vì tất cả mọi người đến đây với tinh thần vui là chính và họ cũng đã nỗ lực cố gắng hết sức mình. Cũng chính bởi vậy mà nhà tài trợ chính của chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, đã quyết định là sẽ trao quà cho cả 4 người chơi ngày hôm nay ạ. Xin hân hoan chào đón quý vị và bà con đã quay trở lại với sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Đạm Phú Mỹ. Quý vị và bà con thân mến, trải qua các phần thi hấp dẫn, sôi nổi và đầy những niềm vui, những tiếng cười, trên tay Thu Hằng lúc này đây đã có kết quả. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tài Đức, đại diện cho nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, sẽ lên tặng quà cho xã Diễn Mỹ. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ đón nhận phần quà ý nghĩa này từ đơn vị nhà tài trợ của chương trình. Món quà mà nhãn hàng phân bón Phú Mỹ dành tặng cho xã Diễn Mỹ đó là những trái bóng để nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương mình. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tài Đức và ông Hoàng Ngọc. Thưa quý vị và bà con, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của hai đội chơi ngày hôm nay. Đó chính là đội chơi đến từ làng Phúc Thọ. Xin chào các bạn. Và chúng ta cùng chào đón đội chơi làng Yên Bình. Và bà con có thể nói rằng sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay đã một lần nữa có dịp để giới thiệu tới quý vị những nét văn hóa rất đặc trưng về những làng nghề truyền thống của xã Diễn Mỹ ở huyện Diễn Châu. Và chúng tôi xin được nói lời chúc mừng với tổng số điểm 46, làng Yên Vinh đã là làng đạt giải nhì của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Minh Ngọc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và ông Đặng Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho đội đạt giải nhì. Vâng ạ, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho làng Yên Vĩnh đội đạt giải nhì ạ. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Ngọc và ông Đặng Văn Lĩnh. Và kính thưa tất cả quý vị, với tổng số điểm là 56, xin được chúc mừng làng Phúc Thọ đã là đội đạt giải nhất của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ. Vâng, và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ, và ông Nguyễn Tài Đức, đại diện nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, sẽ lên sân khấu để trao quà cho đội đạt giải nhất. Vâng, và một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho làng Phúc Thọ. Quý vị và bà con thân mến, như vậy là sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ được diễn ra tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu tới đây cũng xin được nói lời kết thúc. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo huyện Diễn Châu cũng như lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này, và đặc biệt là sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của bà con nhân dân xã Diễn Mỹ. Và sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ sẽ tiếp tục được đi đến với tất cả các địa phương để có thể giới thiệu tới quý vị những nét văn hóa đặc trưng, những nét đẹp của quê hương xứ Nghệ. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào và hẹn gặp lại.